Nè hàng giả, bà hỏi này nè. Bà mới set up cái phòng học cho mấy bạn học tiếng Anh á, thấy đẹp không? Đẹp lắm hả? Rồi mấy chỗ này con biết cái chỗ của thầy giáo ngồi ở đâu không? Phải không? Đâu con leo lên thử coi. Giỏi, ngồi xuống. Ok, trời đúng rồi đó. Xuống đây. Rồi chỗ mấy bạn học sinh ngồi ở đâu? Mấy bạn học sinh vô học ngồi ở đâu con? Ngồi đâu? Giỏi, đúng rồi. Rồi cái bàn đó, cái có cái cạnh làm gì ta? Thôi nằm ngủ gục hả? Xuống đây coi. Rồi nếu mà con học mà con trốn học, con trốn ở đâu? Rồi trốn ở đó đó hả? Trốn ở đó bà thấy á, thầy giáo thấy á, bị phạt á rồi sao? Trốn ở đâu? Ok, giỏi quá. Thầy vẽ ra đây. Ra đây con. Nè, bà nói vậy chứ đi học là không có được trốn nghe không? Trời ơi, cho đi học mà bị trốn là bị đòn đó.